Hello, xin chào quý vị nhà tư. Em Quyền ITV xin gửi lời chào tên chị ha. Chúc anh chị một buổi tối chủ nhật nhiều niềm vui. Thì tối ngày hôm nay em Quyền xin gửi tới anh chị một cái video về một nhóm cổ phiếu ngành mà chắc anh chị rất là thích trong thời gian vừa qua. Đó là nhóm cổ phiếu ngành thép. Thì như anh chị đã biết đấy, cổ phiếu ngành thép thì hiện tại là đang gần như là đạt đáy lợi nhuận và đang trong cái giai đoạn phục hồi. Trong tuần rồi thì cổ phiếu ngành thép cũng đã có những cái pha bứt tốc rất là đẹp từ cổ phiếu trụ HPG. Đấy, thì dòng tiền hiện tại đang quan tâm cổ phiếu thép rất là tốt, nên là hôm nay em Quyền xin làm cái video giới thiệu với anh chị về cổ phiếu ngành thép anh chị nha. Ok, thì đầu video thì anh chị nếu mà xem live thì nhớ để lại cho Quyền một like để ủng hộ cho em Quyền ha. Nếu mà thấy video hay và quan tâm đến đầu tư cổ phiếu ngành thép thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Quyền để mình có những cái điểm mua điểm bán hợp lý trong thời gian sắp tới. Thì đầu tiên để đi về cổ phiếu ngành thép thì em Quyền xin chia sẻ với anh chị một số những cái thông tin về vĩ mô ngành để anh chị có được cái nhìn nó tổng quan hơn trong việc mà mình ra quyết định trong thời gian sắp tới. Thì đây là một cái báo cáo về ngành thép năm 2024, cái triển vọng ngành. Em xin lược qua lại một số những cái điểm chú ý để mà anh chị có được những cái thông tin hữu ích cho quyết định đầu tư của mình trong thời gian sắp tới anh chị nhé. Thì về nguồn cung thép thế giới hiện tại thì dự kiến năm 2024 sẽ tăng 0,5% so với năm 2023. Hiện tại thì cái nguồn cung thép trên thế giới nó phụ thuộc vào một số những cái quốc gia lớn. Thì hiện tại dẫn đầu vẫn là Trung Quốc anh chị nhé. Đứng thứ hai đó là Nhật Bản. Đứng hai đó là Ấn Độ. Thứ ba là Nhật Bản. Thứ tư là Mỹ. Thứ năm là Nga, thứ sáu là Hàn Quốc, thứ bảy là Đức, thứ tám là Thổ Nhĩ Kỳ và thứ chín là các nước còn lại. Thì với cơ cấu về nguồn cung thép trên thế giới như hiện tại thì hiện tại Trung Quốc nó đang là một cái đối trọng rất là lớn tác động đến cái ngành thép thế giới cũng như là tác động đến cái giá thép của thế giới trong thời điểm hiện tại anh chị nhé. Thì về sản lượng sản xuất thép của Trung Quốc theo tháng thì hiện tại anh chị thấy là sản lượng thép của Trung Quốc đang có cái dấu hiệu giảm. Sau khi thì cái thị trường bất động sản Trung Quốc có nhiều những cái dấu hiệu chững lại trong năm 2023, thì hiện tại các công ty thép của Trung Quốc đã bắt đầu giảm sản lượng và dự kiến thì cái việc giảm sản lượng này còn kéo dài tới hết 2024 và có thể là dự kiến tới 2025 anh chị nhé. Thì 2024 thì dự kiến cái sản lượng nó sẽ bắt đầu giảm hơn so với năm 2023. Thì đây là một cái điều nó cũng tác động tích cực đến cái thị trường thép của Việt Nam. Tại vì nếu mà cái ông lớn như Trung Quốc ông đã giảm cái sản lượng thép thì đâu đó thì cũng là cái cơ hội để cho các cái công ty thép Việt Nam gia tăng lại cái sản lượng để bớt cái sự cạnh tranh từ phía Trung Quốc anh chị nhé. Đấy, đây là một cái tín hiệu cũng rất là tích cực trong năm 2024 cho các ngành thép. Thì trong năm 2023 thì nhu cầu thép về EU và Trung Quốc thì dự báo là bắt đầu có dấu hiệu tăng trở lại gì nhá. Thì trong một cái đồ thị này thì chị thấy là tăng trưởng dự báo ngành xây dựng của EU bắt đầu sẽ có dấu hiệu tăng trở lại vào năm 2024 sau một cái năm giảm vào 2023. Về số lượng sản xuất ô tô thì hiện tại anh chị thấy là cũng bắt đầu có cái pin có cái dấu hiệu gia tăng bắt đầu từ 2021, 22, 23 và 24 vậy nhá. 2024 thì dự kiến là ngành ô tô sẽ được dự báo là cái số lượng sản xuất gia tăng thêm. Nên đây là cũng là một trong những cái dấu hiệu tích cực cho ngành thép. Một cái lưu ý là bắt đầu là cái tiêu thụ thép tại Trung Quốc suy yếu do thị trường bất động sản ảm đạm, thì cái này lúc nãy em Quỳnh có chia sẻ với anh chị rồi ha. Thì đây là cái điều mà mình không không mong muốn, nhưng mà cái thị trường Trung Quốc thì nó cũng phải chờ cái việc mà thị trường bất động sản ấm lên phục hồi trở lại để mà gia tăng lại cái sản lượng tại Trung Quốc. Rồi về hiện tại thép trong nước thì hiện tại anh chị để ý là cái giá thép thế giới biến động hiện tại thì chưa rõ xu hướng, thì các doanh nghiệp có xu hướng quản lý hàng tồn kho rất là thận trọng, hàng tồn kho các doanh nghiệp giảm khoảng 2,25%. Trong bối cảnh các nhu cầu tiêu thụ thấp và các cái giá biến động thì giá thép có thể tăng trở lại việc cái áp lực trích dự phòng ha.
Thì hiện tại về cái hàng tồn kho á, ở trong nước thì hiện tại thống kê anh chị ha, thống kê cái hàng tồn kho của các cái công ty thép hiện tại ở trong nước thì anh chị để ý thấy là hiện tại có HPG này, Hoa Sen này, Nam Kim này, TVN này, GDA này. Đây là cái hàng biểu đồ hàng tồn kho của các cái ông lớn ngành thép, thì đứng đầu thì dĩ nhiên rồi, vẫn là Hòa Phát thôi. Tiếp theo đó là Hoa Sen, Nam Kim, TVG và GDA chị ha. Tỷ lệ trích lập dự phòng thì hiện tại cũng đã bắt đầu gia tăng cho các cái nhóm cổ phiếu rồi anh chị ạ. Anh chị có thể xem này ha. Đấy, trong đấy thì trích lập dự phòng của Hoa Sen là trong 2022, 2023 thì có cao, và bây giờ bắt đầu cũng đã đi vào chung với các cái công ty khác rồi. Thì dự báo biên lợi nhuận của các cái doanh nghiệp sẽ phục hồi ở 13% trong năm 2024. Đấy. Anh chị thấy là hiện tại là theo cái dữ liệu này thì dự kiến là năm 2024 cái biên lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành thép nó sẽ phục hồi khoảng tầm 13%. Đây là một cái thông tin rất tích cực cho ngành thép. Rồi, rồi cái về giá than mỡ và quặng sắt thì cái này yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến ngành thép, thì anh chị cũng để ý là giá than và quặng thép thì hiện tại nó cũng đang có dấu hiệu đi ngang, cũng chưa có tác động mạnh lắm đến đầu vào của ngành thép, nên là việc sắp tới là cái việc mà tỷ suất lợi nhuận ngành thép nó sẽ đảm bảo được tốt anh chị nha. Đấy, thì đây là những cái thông tin vĩ mô về ngành thép mà em Quyền cũng chia sẻ với anh chị. Còn về góc nhìn kỹ thuật thì em lưu ý với anh chị một chút, thì đây là cái góc nhìn kỹ thuật dựa trên cái phân tích kỹ thuật Ichimoku anh chị ha. Thì đối với cổ phiếu ngành thép thì đây là một cổ phiếu mà em Quyền đánh giá rất là cao trong năm 2024 này, tại vì đáy lợi nhuận của cổ phiếu ngành thép đã qua vào khoảng quý 3 năm 2023 và đang có dấu hiệu tích cực và phục hồi trong cái thời gian sắp tới. Thì trong các cái nhóm cổ phiếu ngành thép thì hiện tại em Quyền năm đang quan tâm đến bốn cái cổ phiếu chính. Thứ nhất đó là tập đoàn Hòa Phát, cái thứ hai đó là Hoa Sen, cái thứ ba là Nam Kim và VKS. Thì trong bốn cái công ty ngành thép này thì hiện tại dưới góc nhìn kỹ thuật và cái việc mà phân tích kỹ thuật thì em Quyền đang rất là lưu ý hai cái cổ phiếu mà nó đã break nền rất là đẹp anh chị, break nền rất là đẹp trong cái thời gian vừa qua. Đó là cổ phiếu HPG và cổ phiếu VGS. HPG là một cái cổ phiếu mà Quyền đánh giá hiện tại là cái dư địa của cổ phiếu này rất là cao. Xét về góc độ kỹ thuật thì đây là cổ phiếu có cái nền tích lũy và góc nhìn kỹ thuật Ichimoku là đẹp nhất trong cái nhóm chứng khoán ở thời điểm hiện tại. Thì anh chị để ý này, Hòa Phát đã có một cái nền tích lũy rất là đẹp quanh vùng giá 28 và hiện tại đã bứt ra khỏi nền quanh cái hộp này. Em Quyền xin vẽ lại cho anh chị xem nha. Đấy. Đấy. Hòa Phát hiện tại là mình đã bứt ra khỏi một cái nền trong tích lũy rất là lâu, quanh cái vùng giá 28 và hiện tại đã bứt ra khỏi nền. Và cái xu hướng của cổ phiếu Hòa Phát thì hiện tại cũng đang là một cái xu hướng tăng rất là mạnh trong khung đồ thị ngày. Thì đây là cổ phiếu mà bên mình hiện tại cũng đã cho khách hàng tham gia cổ phiếu Hòa Phát trong cái vùng giá quanh 28 từ rất là lâu rồi anh chị nhé. Đây em Quyền mình mở lại để anh chị xem. Trong rừng tín hiệu của bên team em Quyền hiện tại là cổ phiếu Hòa Phát cũng đã được cập nhật vào xâm lệnh. Đấy, cổ phiếu Hòa Phát thì từ từ ngày 22 tháng 1 là bắt đầu bên mình đã bắt đầu canh mua cổ phiếu Hòa Phát rồi anh chị nè. Ngày 2 tháng 1 là mình đã canh mua cổ phiếu HPG quanh vùng 282. Rồi, tiếp tục ngày 26 tháng 1 nè. HPG về vùng quá 28 là vùng mua quá đẹp. Rồi, em Quyền có cái thêm là HPG mua quanh 27.8 28, tức là cổ phiếu HPG quanh 28 là bên mình đã mua từ rất là lâu và cho khách hàng gom rất là nhiều quanh cái vùng giá này rồi. Đấy, cổ phiếu nhóm thép HPG, HSG và NKG, đó là những cái cổ phiếu mà bên team mình hiện tại
đã cho mua từ cái đây rất là lâu, nên hiện tại và trong team mình hiện tại cũng đang nắm giữ anh chị. Nếu mà nhìn về khung đồ thị lớn hơn là khung đồ thị tuần này anh chị, thì cổ phiếu Hòa Phát hiện tại đã bứt ra khỏi cái vùng cản trung hạn là 28, và hiện tại hai kiếm trong cái phân tích kỹ thuật Ichimoku thì đang có dấu hiệu là hợp bích lại với nhau và đang cùng hướng lên. Dow gầm 65 cũng đang hướng lên. Thì cái trạng thái của Hòa Phát hiện tại như thế là trong khung đồ thị tuần thì bên trên rất là thông thoáng, bên dưới có rất là nhiều lực đỡ và Dow kiếm đều hướng lên. Cái này thì cổ phiếu Hòa Phát trong những tuần sắp tới cái xung lực tăng nó sẽ vẫn có thể là sẽ vẫn còn trong những tuần sắp tới. Và cái mục tiêu của cổ phiếu Hòa Phát nếu mà nhìn về khung tuần thì anh chị có thể ý là cái vùng tiếp theo mà cái vùng cản là vùng 37. Thì nếu vượt qua được vùng 37 này thì khung đồ thị tuần của Hòa Phát nó sẽ về được vùng giá khoảng 4x, 43, 44. Thì nhìn về khung đồ thị trung hạn cổ phiếu Hòa Phát đang có rất là nhiều lực đỡ phía dưới và bên dưới rất là toán, thì cái xung lực và cái xu hướng của cổ phiếu này nó đang tăng rất là mạnh. Nên anh chị tham gia cổ phiếu Hòa Phát nếu mà quanh cái vùng giá 28 này là anh chị vô cùng yên tâm luôn. Đây là một cái vùng giá rất là đẹp để anh chị tham gia, tại vì đây là vùng cân bằng trung hạn trong khung đồ thị tuần. Nếu chị mua ở đây, cổ phiếu Hòa Phát có gặp rủi ro mất cái vùng giá này, nó cũng sẽ quay lại cái vùng giá này cho anh chị bán trong thời gian sắp tới. Nên là cái việc mà anh chị mua cổ phiếu HPG quanh vùng giá 28 là một chiến lược mua cực kỳ an toàn ở thời điểm hiện tại. Thì ở thời điểm hiện tại thì cổ phiếu HPG là 30.5, thì em Quyền và team em Quyền hiện tại vẫn đang canh cổ phiếu Hòa Phát có một cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn để mình có thể vào tiếp trong cái nhịp sắp tới. Đấy. Thì cổ phiếu Hòa Phát nhìn dưới góc độ kỹ thuật ở trung và dài hạn thì cực kỳ đẹp nha anh chị nha. Nếu mà nhìn về khung đồ thị tháng này thì hiện tại cổ phiếu Hòa Phát nó cũng đang nằm trong một cái vùng mây tích lũy này, phía dưới thì rất là nhiều hỗ trợ giao găm 165 và 129. Thì việc kinh doanh cổ phiếu Hòa Phát hiện tại nó sẽ đi dao động trong cái pin cái vùng mây xanh này và đang có xu hướng là mình sẽ phá cái vùng mây xanh này. Ở đây mình có một cái vùng em mỏng này chị, thì dự kiến là dự phóng trong khoảng tầm quý tư năm 2024 thì có thể là cổ phiếu Hòa Phát nó sẽ có một cái bước tiến ok hơn, là bứt ra khỏi cái vùng mây xanh này và mình sẽ đi về cái vùng đỉnh cũ ha. Thì từ nay tới khoảng tầm tháng 9 năm 2024 thì việc kinh doanh cổ phiếu Hòa Phát nó sẽ rất là an toàn cho chị. Thì tới thời điểm gần như này, ở đây là vùng sóng bay thì đây là vùng nhạy cảm trong phân tích kỹ thuật Ichimoku. Nếu lúc đấy Hòa Phát có những cái tín hiệu nhạy cảm thì chắc chắn em Quyền và team ATP sẽ thông báo cho anh chị những cái thông tin này. Nhưng mà từ giờ tới khoảng tháng 9 này anh chị nhìn về khung đồ thị tháng, anh chị kinh doanh cổ phiếu HPG là hoàn toàn yên tâm, rất là tuyệt vời, rất là ok luôn, không có vấn đề gì anh chị phải lo lắng cho cổ phiếu Hòa Phát ở thời điểm hiện tại. Đấy, khung tuần thì rất là đẹp, khung tháng cũng hỗ trợ rất là mạnh. Ở khung ngày thì hiện tại anh chị thấy cổ phiếu Hòa Phát hiện tại là mình đang có cái xung lực gia tăng rất là tốt sau khi bứt khỏi cái nền này, cái nền hộp em Quyền vẽ đây anh chị nha. Đấy, xu hướng thì vẫn là một cái xu hướng tăng rất là mạnh bằng việc là hai dao và kiếm của phân tích kỹ thuật Ichimoku đang phóng lên. Thì cái trạng thái này là trạng thái tăng mạnh của cổ phiếu HPG trong cái thời gian sắp tới. Thì nhìn về một chút về 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 dữ liệu dòng tiền của cá mập thì anh chị sẽ thấy là hiện tại cổ phiếu Hòa Phát đã được các cá mập mua gom từ hồi tháng 11 anh chị, từ tháng 11 tới thời điểm cuối tháng 2 này, và mới có tín hiệu break trong khoảng một tuần gần đây, tức là cái dòng tiền mạnh bắt đầu đã đi vào cổ phiếu Hòa Phát trong khoảng 1 2 tuần này. Đấy, thì dòng tiền lớn đã bắt đầu đi vào rồi, thì anh chị để ý là cái việc mà cổ phiếu Hòa Phát sắp tới nó sẽ chạy nhanh chạy mạnh là hoàn toàn có thể xảy ra. Thì trong nhịp này, trong tất cả các cái nhóm cổ phiếu ngành thép HPG, HSG, NKG thì đây là cái cổ phiếu đầu tiên anh em Quyền muốn giới thiệu cho anh chị về để anh chị tham gia lựa chọn ở thời điểm hiện tại. Hòa Phát là một trong những mã cổ phiếu mà rất là tuyệt vời anh chị, nhìn về góc độ kỹ thuật rất là tuyệt vời. Thì lúc nãy anh chị em Quyền cũng đã phân tích về dữ liệu ngành này ha, dữ liệu ngành nó cũng có rất là nhiều thông tin tích cực. Về điểm mua ngắn hạn thì anh chị có thể hiện tại là sau khi bứt nền thì cổ phiếu HPG trong ngắn hạn có thể sẽ có một cái nhịp điều chỉnh nhẹ
trong những cái khung ngắn hạn hơn, ví dụ như khung đồ thị 1 giờ thì anh chị có thể canh quanh vùng giá 30 ha. 30 hoặc là nếu mà có giá dưới 30 anh chị có thể tham gia lại cổ phiếu Hòa Phát này trong thời gian sắp tới. Thì 30.6 đó là cái hỗ trợ Kijun của cổ phiếu Hòa Phát, đây là cổ vùng hỗ trợ cũng rất là mạnh trong khung đồ thị ngày. Trong khung đồ thị 15 phút anh chị. Thì nếu mà cổ phiếu Hòa Phát trong cái nhịp thứ hai, trong cái nhịp đầu tuần tới, nếu mà nó có nhúng xuống dưới 30 anh chị tự tin mình gom cổ phiếu Hòa Phát cho em nha. Mình tự tin mình gom ở thời điểm hiện tại. Bên em cũng đang canh dưới 30, bên em sẽ cho khách hàng đang có cổ phiếu Hòa Phát có thể gom thêm trong cái nhịp sắp tới. Thì đây là một trong những cổ phiếu chiến lược của team em trong thời gian sắp tới luôn anh chị nhé. Đấy. Thì anh chị có thể xem xét cổ phiếu Hòa Phát là cái lựa chọn đầu tiên trong nhóm ngành thép. Cổ phiếu thứ hai mà em Quyền muốn giới thiệu cho anh chị đó là một cái cổ phiếu VGS. Đây là một cổ phiếu Quyền nhìn về đồ thị, nó cũng giống như cổ phiếu Hòa Phát anh chị. Đây là một trong những cổ phiếu nó cũng break khỏi nền, nó có cái tầm hòa cái việc đồ thị của nó anh chị, nó cũng tích lũy quanh cái vùng hộp này anh chị, tích lũy quanh cái vùng này cũng rất là lâu và có một cú break ra khỏi cái nền này. Nó tích lũy quanh một cái cân bằng quanh cái vùng giao găm 65 này anh chị, rất là lâu rồi và hiện tại nó đã bứt ra khỏi nền. Thì nhìn vào đồ thị anh chị sẽ thấy là khung đồ thị ngày phía trên rất là thông thoáng, phía dưới rất là nhiều hỗ trợ dòng tiền, thì anh chị thấy là cái khối lượng của giao dịch bắt đầu nó cũng đã gia tăng trong thời gian gần đây. Đấy, đang có xu hướng là những cái dòng tiền lớn bắt đầu nhảy vào. Anh chị thấy những cái phin này, những cái phin màu xanh, những cái dấu, những cái cây nến màu xanh với khối lượng rất là khủng, tức là dòng tiền lớn nó đã vào rồi. Thì những cái dòng tiền này nó đã vào thì cổ phiếu sắp tới nó sẽ có những cái việc là một là mình sẽ tích lũy quanh cái nền số 2 này mình đi lên, hai là mình sẽ có xu hướng mình sẽ, nếu mà mạnh mình sẽ bay thẳng lên luôn. Nên chỉ đến là về dòng tiền nó cũng giống như cổ phiếu Hòa Phát thôi, cái nền tích lũy này thì các bạn đã mua gom thì hiện tại là bắt đầu gia tăng rất là mạnh dòng tiền vào những cổ phiếu như này. Nhìn về khung đồ thị tuần thì anh chị cũng thấy là cổ phiếu VGS nó cũng đã có bứt ra khỏi cái cản trung hạn anh chị, cái cản này rất là dài như đấy không, cái giao găm 129 này cực kỳ dài quanh vùng giá 23, thì sau rất là nhiều lần mà xuyên qua xuyên lại thì hiện tại là cái cổ phiếu đây là lần thứ ba cổ phiếu bắt đầu quay lại cái vùng giá này và phá được cái vùng hỗ trợ này. Đây là vùng vùng cản anh chị, em xin lỗi. Thì bây giờ cái vùng cản mạnh này nó sẽ quay lại là cái vùng hỗ trợ mạnh cho cổ phiếu VGS trong khung đồ thị tuần. Thì cái chiến lược nếu mà chị mua quanh 23 cổ phiếu VGS thì đây là một chiến lược cực kỳ an toàn, giống y chang cổ phiếu Hòa Phát này nha, y chang luôn và rất là an toàn. Ở thời điểm hiện tại thì nếu mà cổ phiếu VGS chị mua quanh 23 thì mất 23 nó sẽ quay lại nó test 23 cho anh chị bán. Nhưng mà nhìn về đồ thị anh chị thấy là cái hỗ trợ giao găm 129 ở vùng giá 23 hiện tại là một hỗ trợ mạnh, thì có thể là đâu đó cổ phiếu VGS nó đập break lên khỏi vùng giá 23 thì nó sẽ có thể là sắp tới sẽ quay lại nó test lại cái vùng giá này một lần nữa và nó đi lên. Thì anh chị có thể canh cái vùng test của VGS trong thời gian sắp tới vào tuần tới này, em Quyền cũng sẽ canh cho khách hàng của mình để mình có thể là mình tham gia vào cổ phiếu VGS này. Anh chị thấy cái khối lượng của VGS đó, dòng tiền rất là mạnh đã tham gia vào cổ phiếu này trong những tuần gần đây, những cây vô nến xanh với volume rất là khủng anh chị, rất là khủng luôn đấy anh chị thấy không, sau khi cạn cung ở khu vực này này bắt đầu mua lại mua lại mua lại. Thì cổ phiếu VGS là một cổ phiếu hiện tại là bên team em còn là cổ phiếu thứ hai mà bên team mình sẽ đề xuất cho anh chị khách hàng tham gia trong nhóm ngành thép ở thời điểm sắp tới vậy nhé. Thì cổ phiếu nhóm ngành thép ở cái vùng cản tiếp theo là anh chị có thể đi là vùng 27 rồi vùng 31 và sau đó có thể là đi về cái vùng đỉnh lịch sử của nó là vùng 41 và có thể là phá đỉnh và mình đi lên anh chị ha. Thì nhìn về đồ thị không 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 tuần thì giao dịch cổ phiếu VGS cũng rất là tốt, rất là yên tâm, rất là an toàn trong thời gian sắp tới. Nhìn về khung đồ thị tháng thì đối với cổ phiếu VGS thì anh chị để ý là hiện tại cổ phiếu VGS cũng đã bứt qua cái vùng hiện tại đang có những cái vùng bứt qua những cái vùng cản ha quanh 21 22 ở khung đồ thị tháng. Và đây hiện tại nó quay lại nó là vùng hỗ trợ mạnh của phiếu VS trong vòng không tháng.
Thì VGS hiện tại cũng bứt ra khỏi cái đám mây xanh này anh chị, tức là bên trên cổ phiếu VGS trong không được thén rất là thông thoáng, về phía dưới thì hỗ trợ đám mây dày. Thì việc kinh doanh cổ phiếu VGS nó cũng rất là an toàn, kéo dài từ giờ tới khoảng tháng 11 năm 2022, thì đây là vùng xoắn mây này, đây là vùng nhạy cảm ha. Thì khi gần tới thời điểm đó thì em Quyền ITP sẽ xem theo dõi cập nhật những cái thông tin để cảnh báo nếu mà có rủi ro cho anh chị. Nhìn về khung đồ thời tháng, cổ phiếu VGS hiện tại cũng rất là đẹp anh chị, rất là đẹp. Đây là vùng mà anh chị có thể mua trung và dài hạn cho cổ phiếu VGS ở thời điểm hiện tại anh chị nhé. Đây là cổ phiếu thứ hai mà em Quyền khuyến nghị cho anh chị trong nhóm ngành thép mà anh chị có thể tham gia. Thì đây là một, đây bây giờ là em Quyền cũng chỉ canh để là mình có thể mua được cổ phiếu VGS thôi anh chị. Trong tuần vừa rồi thì cổ phiếu VGS cũng đã có mức tăng 13.1% rồi, mức tăng này nó cũng khá là hấp dẫn cho một cái cổ phiếu trong một tuần anh chị nhé, rất là tuyệt vời. Hiện tại có thể là sắp tới cổ phiếu VGS sẽ quay lại test lại cái vùng cản mà nó đã vượt qua là vùng 23 thì anh chị canh. Nếu mà cổ phiếu VGS có vùng giá khoảng tầm 23.6 tới khoảng vùng 24 thì anh chị có thể mở mua mới cho cổ phiếu này trong thời gian sắp tới anh chị nhé. Đấy, nhìn về khung đồ thị 1 giờ thì anh chị có thể canh. Nhưng mà chắc là cũng khó, thì nếu mà cổ phiếu VGS có thể tích lũy quanh cái vùng giá 24-25 này rồi bứt lên là cũng sẽ có anh chị nhé. Trường hợp là nếu mà cái vùng EMA mỏng này, này anh chị, vùng này, vùng EMA mỏng chuột em Quyền đang để này, cổ phiếu VGS mà nó có xu hướng mà đi về đây được thì anh chị canh vùng giá quanh 23.6 những cái tham gia được cổ phiếu VGS trong thời gian sắp tới. Thì nếu mà chị theo dõi team ATP thì cũng biết là cái dấu hiệu phân kỳ của thị trường VN-Index đã có, thì có thể là trong một vài tuần tới thị trường sẽ có những nhiều điều chỉnh, anh chị có thể canh để mua cổ phiếu VGS trong thời gian sắp tới anh chị nhé. Đây là cổ phiếu mà em Quyền rất là thích trong thời gian tới, HPG và VGS. Rồi ngoài ra thì mình có Hoa Sen và Nam Kim. Hoa Sen và Nam Kim thì nhịp này em Quyền đánh giá không cao bằng hai cổ phiếu HPG và VGF, tại vì Hoa Sen với Nam Kim hiện tại thì nó nhìn về khung đồ thị tuần này anh chị, nó chưa có vượt qua cái vùng cản 24. Hoa Sen thì chưa vượt cản 24. Khung đồ thị tháng hiện tại cái vùng cản này nó đang trong vùng đám mây dày này anh chị, nó cũng đang rất là chưa có thông thoáng, chưa có nặng, nó đang còn chưa có thông thoáng. Nên là cái việc mà chạy nhanh của cổ phiếu HPG mình sắp tới em nghĩ là nó không bằng VGS cũng như là HPG. Một điều nữa là cái dấu hiệu dòng tiền ấy, thì dòng tiền vào hai cái cổ phiếu HSG nó cũng không có mạnh bằng hai cổ phiếu kia. Thì anh chị để ý là cái dấu hiệu dòng tiền hiện tại anh chị thấy như VGS cổ phiếu dòng tiền gần như là mất hút trong những tuần gần đây. Em xin lỗi. Trong những ngày gần đây dòng tiền hiện tại đang có dấu hiệu là chưa có dấu hiệu bứt tăng tốc mạnh trong những ngày gần đây, nên là em Quyền vẫn chưa ưu tiên tham gia cổ phiếu HSG ở thời điểm hiện tại. Thì chiến lược tham gia cổ phiếu HSG, nếu mà anh chị thích thì anh chị có thể mua một phần vị thế quanh vùng 21.6 của cổ phiếu HSG. Sau này khi mà cổ phiếu HSG thoát khỏi vùng cản 24 anh chị có thể gia tăng thêm. Đó là quan điểm của em Quyền đối với cổ phiếu HSG anh chị nhé. Còn đối với cổ phiếu Nam Kim thì nó cũng tương tự như cổ phiếu HSG anh chị. Nam Kim thì về trạng thái kỹ thuật anh chị nhìn thì hiện tại phía trên của Nam Kim mà không được thì tuần ấy, nó vẫn đang có cái cản 26, không được thì tháng thì nó cũng giống y chang Hoa Sen luôn, nó cũng bắt đầu nó chạm cái vùng nó cũng ngay đây là vùng hỗ trợ tháng à. Nếu anh chị nắm giữ trung và dài thì không vấn đề, và cái vùng vùng mây dày quanh hồ tháng này nó vẫn đang còn, tức là hai cổ phiếu Hoa Sen và Nam Kim nó có cái độ tương tự nó khá là như nhau. Đấy, anh chị để ý hai cổ phiếu này nó rất là, nên là việc mà các cái cổ phiếu đang còn cản trên thì em Quyền chưa thích lắm. Thì Nam Kim nó cũng đúng là sẽ, nếu mà anh chị thích thì anh chị có thể mua vào một phần ở đây để lấy vị thế sau này khi mà cổ phiếu Nam Kim vượt 26.1, anh chị có thể tham gia tiếp cho cổ phiếu Hoa Sen này, Nam Kim này. Về dấu hiệu dòng tiền anh chị cũng nghĩ là Nam Kim hiện tại dòng tiền nó cũng đang yếu dần, chưa có dấu hiệu là dòng tiền vào mạnh như HPG và VGS. Thì trong nhóm thép thì em Quyền vẫn, trong team em Quyền vẫn sẽ ưu tiên hai cổ phiếu kia hơn. Thì Nam Kim, Hoa Sen hiện tại trong team của em Quyền hiện tại đã cho bán hết rồi anh chị nhé, bán hết cổ phiếu này rồi, và đang chờ nếu mà có một nhịp test xuống, test sâu xuống vùng quanh 23.3 này em chị có thể mở mua nhịp T cộng để đánh về vùng giá 26 cho cổ phiếu Nam Kim, Hoa Sen cũng vậy. Còn hiện tại thì chiến lược vào qua hai cổ phiếu này thì em Quyền không đánh giá cao lắm,
em quyền sẽ ưu tiên cổ phiếu Hòa Phát và cổ phiếu VGS hơn trong thời gian sắp tới. Thì đây là những cái nhận định của em quyền về cổ phiếu ngành thép. Ngành thép thì đây là một trong những cái ngành mà em quyền kỳ vọng cho năm 2024 sẽ có sự bứt tốc rất là mạnh trong năm nay, khi mà các cái tín hiệu hồi phục về thị trường bất động sản cũng như là tín hiệu hồi phục về sản xuất của ngành ô tô cũng như là các cái dữ liệu vĩ mô nó hồi phục, thì cổ phiếu thép cùng việc đẩy mạnh đầu tư công nữa chị, thì cổ phiếu thép sẽ là một trong những cái nhóm ngành mà nó sẽ có cái bật tăng rất là tốt trong năm 2024 này anh chị nhé. Thì nếu chị thấy em quyền tư vấn thông tin ok thì anh chị có thể là hỗ trợ em quyền bằng cách là like cái video này ha. Nếu chị chưa có tài khoản chứng khoán hoặc là muốn tham gia đầu tư chứng khoán thì có thể inbox cho em quyền theo số điện thoại trên màn hình. Nếu thấy hay thì có thể donate cho em quyền ha. Còn nếu chị muốn đầu tư chứng khoán thì anh chị có thể mở giúp em quyền một cái tài khoản VPS theo cái thông tin ID em quyền để trên màn hình, hoặc là liên hệ trực tiếp với em quyền hoặc là quét cái mã Zalo trên màn hình anh chị ha. Trong video thì em quyền cũng có để Zalo cộng room cộng đồng để anh chị vào trao đổi thông tin cùng với team. Nếu chị muốn vào room VIP thì anh chị cần mở một tài khoản VPS có gắn ID của em quyền, là anh chị sẽ vào room VIP để nhận các tín hiệu của em quyền cũng như là các tín hiệu của robot từ câu lạc bộ ITP anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều, chúc anh chị một buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui. Xin chào anh chị.